Xin kính chào tất cả quý cô bác cùng tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Kính chúc tất cả mọi người có buổi xem video vui vẻ, hạnh phúc và gặp thật nhiều điều may mắn. Hiện tại thì bà con thời chia cũng đã dùng bữa trưa xong đó mọi người. Thì bà con tiếp tục cái công cuộc là đổ những mét bê tông tiếp theo nhé. Như mọi người biết thì ngày hôm nay thì khá là đặc biệt với bà con thời chia. Vì như mọi người thấy thì đã có ít nhân lực, nhưng mà ngày hôm nay thì bà con cũng là phải cắt người đi làm thuê. Vì hôm nay là các bên anh thợ điện có thuê bà con vác sứ lên từ cái con đường dưới cầu thang lên đấy mọi người. Đấy thì bà con có gia hộ gia đình thì cũng tranh thủ đi kiếm thêm một chút thu nhập về để còn sinh nhai trong cái cuộc sống hàng ngày này. Nên là bà con hôm nay chỉ có hơn 10 người. Đấy, đến giờ trưa thì chỉ có 13 người đi làm đường rồi mọi người ạ. Thế nên là cũng cố gắng, chúng ta có bao nhiêu người chúng ta làm bấy nhiêu, cũng không thể để sót một ngày nào cả. Thế thì như mọi người thấy thì chỉ có hơn 10 người thôi mà cái tốc độ đổ bét bê tông hôm nay cũng rất là, tương đối là rất là tốt. Vì ngày hôm nay là lúc buổi chiều là chúng ta đổ là xuôi dốc. Đấy, và nó nhanh hơn. Và có một mình em thề làm thợ cả thôi, nhưng mà cũng em Tuyên thấy là cũng đạt được cái hiệu quả rất là cao đấy. Thì bây giờ em Tuyên xin mời tất cả quý các bác anh chị cùng theo chân em Tuyên, cùng hơn chục người thợ đấu của thôn Đề Chia, chúng ta tiếp tục những mét bê tông tiếp theo nha mọi người nhé. Em Tuyên xin mời tất cả mọi người. Vâng, như mọi người thấy thì đây là những cái thành quả của bà con đã làm xong đó mọi người. Thế ngày hôm nay thì chúng ta đã làm được như này đây, lúc buổi sáng này đấy. Đấy. Thì bắt đầu đã vào đầu cái giờ chiều rồi, 1:20 rồi, bà con tiếp tục cái công cuộc ngày hôm nay. Buổi chiều ngày hôm nay thì nó thấy em Tuyên thấy là ngày hôm nay nó cũng dâm thôi. Thì nó theo thời tiết thì nó dự báo là mưa cơ. Nó cũng nếu mà em Tuyên nghĩ là nếu mà cũng rất là mong mưa. Mưa để có thể là bảo dưỡng cái đường này và chúng ta có nước nữa. Đấy. Thì bây giờ làm như hôm nay chúng ta thấy là buổi sáng ngày hôm nay làm 3 bể nước của chúng ta cũng đã hết. 3 bể nước. Đấy, nên nó không được đầy cho lắm nên là nó cũng hết nhanh. Bà con bây giờ đang di chuyển là cái cát gọn vào, xong rồi sẽ di chuyển cái cỗ để chúng ta đổ bê tông lên trên đấy mọi người. Đấy. Rất là nhanh, thực sự là nhanh. Đây, bể chúng ta đã hết nước rồi đấy. Nhưng bây giờ đang kéo nước từ bên trên kia xuống mọi người. Bây đang gọn cái đống bột đá này vào để lấy đường đi lên. Sẽ gọn đống đá này lên để chúng ta chiều nay sẽ đẩy ngược lên đấy mọi người. Có bao nhiêu người thì làm được bao nhiêu thì làm mọi người, chứ không thể nghỉ. Em phụ nữ nào mà đang di chuyển xi măng xuống mọi người. Đấy. Đi bằng cái xe rùa này không quen là có người bị đổ. Đấy. Nên là bà con là lựa chọn cái phương án là vác là như vậy. Hôm nay ít người mới đẩy lên này thì em Tuyên thấy là hơi vất vả cho bà con đấy. Bên chân kia thì phải đi lấy nước này. Thầy đang đi lấy nước này. Mắc nước rồi. Đang hút từ cái bể trên kia ấy. Từ trên lán xuống. Trên đầu lán xuống. Vừa làm vừa đùa nhau. Đây mọi người thấy xem thì các em nhỏ bây giờ chơi chạy nhảy ở dưới đường nó rất là dễ dàng và sạch sẽ hơn, rất là vui. Trong thôn cũng một đoạn sạch sẽ cho bà con ngồi, và nhất là chỗ bụi chuối kia kìa. Cái bụi chuối đấy thì mọi người thấy là nó có một cái tảng đá rất là to ấy,
bà con ngồi để chơi nữa, mát, ngày nắng ngồi rất là mát luôn, sạch sẽ, rất là tuyệt vời. Bên trong này thì đây này, đang cố kéo nước ở trên kia về này mọi người này. Bao nhiêu bể tích hết rồi này. Bên dưới này thì cũng cố gắng chuyển xi này, chuyển cát bột đá vào, xong rồi chúng ta mới ấy được. Xong thì bắt đầu mới đổ bê tông được mọi người. Bể trên này thì hết sạch nước rồi. Xong bắt đầu kê hai cái bể này nữa, kê lại. Vâng, mọi người để ý xem hiện tại cái thời tiết này, em Tuyên thấy trời rất là âm u. Và thi thoảng đang có một hai giọt mưa nữa. Không biết chiều ngày hôm nay sẽ có đổ được không. Bà con thì buổi chiều hôm nay, đầu giờ chiều này mọi người xem ấy, hiện tại đang tập trung hót cái bột đá kia. Mất một tiếng rồi. Mất một tiếng rồi chứ không phải không mọi người ạ. Ít người, thế là làm nó cũng chậm đi. Bây giờ em mua thì đang đi lên kia chở xi măng. Từ từ hãng mưa. Em Tuyên đang rất sợ mưa. Mưa này mà đổ bê tông này hỏng hết. Đây, nước chúng ta đã về rồi. Đây mọi người, nước thì không có. Bây giờ cái bể của mình đã bị thủng đây này. Vừa mới rót vào không để ý. Thấy thủng luôn. Lấy xi măng bít vào luôn thầy ạ. Bây giờ mình hôm nay anh thấy trời này có vẻ mưa đây này. Lấy xi măng tinh á. Đấy, chiều nay thì mọi người xem thì mới có đang hót được cái này vào thôi. Chỗ này đang nhặt bớt đá 46 xuống. Vì hôm trước là thấy chỗ này là để nhiều quá. Thì mang cát, nước đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Đợi mỗi chúng ta lên máy đây. Chiều nay thì chúng ta lại bắt thêm 2 người đi, 3 người đi chở xi. Đây, đúng rồi. Em biết cả ngoài cả trong luôn. Đây mọi người ạ, thì bà con đã dọn xong cái đường đi rồi. Đấy, chúng ta hót gọn cái đống bột đá vào kia để chúng ta chuẩn bị đổ bê tông rồi. Bà con bắt đầu nghỉ một tí và chúng ta sẽ tiếp tục công việc nhé. Những cái bước chuẩn bị nó cũng hơi lâu một xíu vì chúng ta thứ nhất là có ít người. Và chiều nay lại đây mọi người xem này, hai con chiến mã chúng ta lại tiếp tục vào cái công cuộc chở xi.
Đây là bố em Xá bắt đầu là giải nước. Vâng vâng. Đấy, công việc nó quen rồi nên rất là dễ làm với bà con. Và đây là sáng nay là bố em Xá còn đi vác sứ làm thuê ấy, nhưng mà về sớm ấy. Còn có những người vẫn đang vác. Kiểu bố cũng có tuổi rồi nên là làm được bao nhiêu mình hưởng bấy nhiêu. Còn những người kia vẫn đang làm. Bây giờ quãng đường đổ bê tông chúng ta phải kéo lên nên là hơi vất vả một chút rồi đấy. Đây mọi người thì cũng khá là nhanh, có những cái cối bê tông đến rồi. Con đường nó dốc. Thầy hôm nay sẽ đi kéo xe. Thì chiều nay là có bố Xá đến thì bây giờ mọi người biết là cái thứ nhất là chúng ta có ít người, cái thứ hai là quãng đường nó di chuyển nên nó dốc ấy, đó nên là nó sẽ lâu hơn, nên là chỉ là một người làm mặt thôi, chính là bố Xá, chú Gấu. Đấy, thì mọi người cũng hỏi tên là bố Xá là gì thì em Tuyên xin nói là bố em Xá tên là chú Gấu, nhưng mà em Tuyên lại hay quen hay gọi là bố Xá thì gọi như thế nó em Tuyên lại quen mùi rồi. Gọi như thế nó cũng rất là vui thôi, không có gì cả. Đấy. Thì chú Gấu chú đã làm mặt này. Để cho khi em Tuyên gọi bố Xá như thế thì nhiều người mọi người biết là chú là cùng gia đình em Xá. Các cô chú xem cũng quen này. Buổi ngày hôm nay đúng là ngày đặc biệt. Buổi chiều là chúng ta lại mất thêm 4 người đi chở xi. Đây là cái tốc độ làm nó sẽ lâu hơn một xíu. Mọi người xem này, hôm nay em Tuyên sẽ đếm cho mọi người nhé. Cả đổ bê tông, cả trộn, cả hót lên này, 2 này, 4 này, 5 này, 7 này, 7 với 2 người đây là 9 người. Ở bên dưới kia mọi người xem này, 3, 5, 7 đúng không ạ? Đó. Ở bên trên này thì có một em Mỉ. Em Mỉ thì đang đứng nghỉ một xíu, vừa mới đi xách nước về để tưới ướt bố Xá nữa. Đó là 9 người. 9 người với 4 người đi chở xi măng, 2 người con trai đi xe máy, 2 người con gái đi bê xi măng lên, là 13 người. Đấy. Rất là đặc biệt ngày hôm nay thì nó ít người hơn. Tuy có ít người nhưng chúng ta vẫn làm. Đấy. Cố gắng thôi. Cũng chỉ biết nói một từ là cố gắng thôi. Em Tuấn nghĩ quãng đường nó xa như này và mệt như này thì chắc là với có 7 người ngày hôm nay, 9 người ngày hôm nay đổ bê tông thì nó chỉ đổ hết cái rãnh này thôi. Để cố gắng rồi, bà con làm liên tục đấy. Bà con đang đổ là hai lớp,
cái lớp bột đá to sẽ để dưới, lớp bột đá nhỏ sẽ để bên trên. Đây là lớp dưới này. Xúc vữa ấy, sẽ mệt hơn. Nhiều người biết là 3 người tổng xúc vào, xúc ra, xúc vào cối, sợ xúc lên xe nữa. Kia xe máy đây. Để đấy được. Để đấy cho đỡ trôi. Để đấy được. Vì bây giờ để ở kia nó dốc quá. Dốc quá bà con lại không đi được. Dốc quá nó khó đúng không? Anh nhỉ? Cái đá nó kẹt. Ok, từ từ, mẹ. Từ từ nhá. Từ từ cho nu trước à. Súng trước. Đấy. Thầm ạ. Ok rồi. Đúng không, xe này cực khỏe luôn. Không biết đi rồi. Đấy, mỗi lần chỉ có được 4 bao. Mua này thì M1 đấy. Nên là chúng ta mất đã ít người, chúng ta mất 4 người chở xi nữa. Nó khó. Neo người quá. Thank you.
Đứng bên cạnh em nhỏ kia chính là em con trai của em Thề đấy. Đang ở đây đợi em Tuyên tí nữa mà đi về ấy, là sẽ đi cùng em Tuyên, sẽ đi ra ngoài trường đi học. Đi bộ lên, mọi người biết đi bộ mất 2 tiếng. Bảo ở đây chơi thì em Tuyên đèo sẽ đèo ra. Thêm những mét bê tông tiếp theo rồi. Nếu mà ngày hôm nay mà không mất người dèm thuê thì em Tuyên nghĩ là nó sẽ còn xong đoạn này đấy. Nên sau đoạn này thì chúng ta vẫn phải để cối ở kia, để mai ở kia chúng ta phải trộn bê tông tiếp. Thì mới biết là bây giờ sau đoạn này thì chúng ta không thể kéo cái máy đi đâu được cả. Bây giờ hiện tại máy nó phải để im đấy, bao giờ khô bê tông thì chúng ta mới di chuyển đi được. Đấy, mọi người xem hiện tại đến bây giờ đến em Trà đây với Thề đây, hai người cùng nhau kéo mà còn không kéo được nữa rồi. Thì mọi người xem cái quãng đường cũng nó dốc ấy, mà chúng ta đổ bê tông là cũng nhiều rồi. Mà hôm nay có ít người ấy, đó. Bà con ấy ít người nên là em Tuyên cũng thấy rõ được cái sự mệt mỏi ở trên cái gương mặt của bà con ở đây. Thì em Tuyên cũng đã dặn em Thề thôi cố gắng được bao nhiêu cố chứ còn không nghỉ, vì bây giờ đã là 4:30 rồi mọi người, 4:30 rồi, 5 giờ kém rồi. Chứ ít người quá nên làm nó mệt. Có thể ạ, ít người quá như này thì nếu bà con làm được bao nhiêu làm thôi. Vâng. Không mệt quá là anh thấy mệt rồi đúng không? Vâng. Mệt quá rồi. Thế là hết nước hết rồi. Hết nước thì. Hết nước rồi à? Hết nước rồi. Lập trước cái này thì hết nước rồi. Thế xong rồi em tối nay em
căng lại bạt cho anh. Vâng. Kéo lại nước hết cho anh 3 4 bể. Vâng. 3 bể ở đây, trên kia 2 bể nữa là 5 bể. Vâng, vâng. Kéo hết nước cho anh nhá. Vâng, vâng. Cũng như em thầy nói đây thì cũng cố gắng làm cho hết nước đi. Đó. Cũng thấy được sự quyết tâm của 13 con người này. Và cụ thể hơn là 9 con người đang đổ bê tông ở đây. 4 con người đang đi vận chuyển xi nữa. Thực sự là phải có một sự nỗ lực quyết tâm cực cao. Ngày hôm nay chỉ có 4 người này chuyên đẩy xe rùa đây. Chị Cái này, Thề Trà và vợ Lúa này thôi. Còn tiểu đội hot bê tông thì mọi người xem là có 4 người. Em Mỹ kia thì vừa hót bê tông vừa hất nước, tưới nước. Tưới nước xong xuống kia hót bê tông luôn với Trà, với Thà. Xong bên này là vợ Súng này. Và em kia là nhà A Pó này. Đấy, là hót bê tông đấy. Thay nhau hót liên tục luôn. Tuy ít nhưng mà nỗ lực khá là cao. Thực sự khâm phục bọn con. Sau những lần chúng ta đổ bê tông nó dễ đẩy xuôi dốc thì bây giờ chúng ta cũng phải chấp nhận là đẩy ngược dốc thôi mọi người, để hoàn thiện cái con đường này chứ không thể xuôi dốc được mãi được. Bây giờ thì em Tuyên lên trên kia xem là kiểm tra xem là còn được bao nhiêu xi măng ở trên nữa. Lần này lấy 100 bao nữa và con đang chuyển dần rồi. Từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay. Con đường này hơi dốc. Đó, em Mỹ đang hót vữa xong, chúng ta lại lên đây tưới nước. Chứ không thể quên được công đoạn tưới nước được. Rồi các bạn làm quen rồi. Không tưới nước thì cái độ bám bê tông chúng ta với cái mặt đường ấy nó sẽ không tốt. Đây thì cái đoạn đường này dốc ấy, nên là bây giờ là xi măng chúng ta sẽ không đẩy sâu xuống dưới nữa. Vì đẩy sâu xuống dưới mọi người xem là những em chở xi măng không giữ được xe. Dốc quá. Trên này đã được thêm 2, 4, 6, 8 bao rồi. Và bên dưới nữa. Ngày hôm qua nữa 100 bao xi thì em Tuyên là cũng chở gần hết rồi đấy. Này chính là đoạn dốc, bây giờ chúng ta cùng nhau lên phía bên trên xem những đoạn bao xi măng trên đấy có bao nhiêu nhá. Đây này, trên này vẫn còn, để đoạn này nó bằng hơn thế nào. Đây này, đây mọi người, đấy mình đi bộ lên đây còn thấy mệt. Hẹn tất cả mọi người ở trên thôn vừa qua kiểm tra qua xem những bao xi măng của mình trên đấy có bao nhiêu nhá mọi người nhá. Vâng mọi người ơi, thì Duyên Tuyên đang có mặt ở trên chỗ ngã ba của thôn Mèo Qua đấy mọi người. Đây chính là điểm tập kết xi măng của thôn Đê Chia mình. Đây mình mượn đất để nhờ ở đây. Chỗ này em Tuyên xem còn là 2 này, 4 này. 6 8 10 12 14 16 18 20 bao. 20 bao. 100 bao thì chúng ta chở hết 80 bao rồi, còn 20 bao nữa. Chúng ta chở ngày hôm qua nữa. Đấy. Thế nên là mỗi khi chở xi măng lên đây thì mọi người cũng để ý là phải có hai người. Đây, trong cái hai bạn tranh thủ xem điện thoại ấy tí. Vì mọi người biết là phải có người hai người lên đỡ xi măng lên cho hai bác tài xế. Vì hai bác tài xế đi cái quãng đường như thế mà xuống dốc tay nó phải
cực kỳ là cứng tay và gồng hết tay lên để đi cái xe máy như thế, nó nặng ấy, vì cái con đường nó dốc ấy mọi người đấy, thì cũng phải là người tay lái thật là tốt để mới đi được đấy, thì để đảm bảo cái sự an toàn cho những người di chuyển xe máy nữa cơ đấy, đấy. Thì cũng một lần nữa thì cho phép em Tuyên với toàn thể bà con Thời Chia xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các cô chú anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước đã luôn luôn quan tâm đến bà con Thời Chia, giúp cho bà con Thời Chia có những kinh phí để mua những bao xi măng này và những dụng cụ vật tư thiết bị khác để cùng bà con Thời Chia hoàn thành các đoạn đường ước mơ, con đường huyền thoại dài 4 km nhé mọi người nhé. Còn bây giờ thì cũng khá là muộn rồi ấy, thì có lẽ là cho phép em Tuyên được tạm dừng video ở đây. Mọi người thấy video của em Tuyên hay, ý nghĩa thì hãy cho em Tuyên xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để cùng theo dõi những sự thay đổi mới của bà con Thời Chia ấy mọi người nhé. Còn bây giờ thì em Tuyên xin chào và hẹn gặp lại ạ. Em Tuyên xin chào tất cả mọi người.